khi trái tim mình vừa nghỉ thì máu nó sẽ chạy thẳng từ dưới đầu xuống tâm dưới phải, các cái lượng nha, còn máu từ dưới bụng, dưới chân, dưới bụng trở về tâm để mình xuống dưới và đổ lên tâm lại. Lúc này nó sẽ chạy vô tư vô tới đây, có nghĩa là gì? Trong thời điểm khởi cực thì tới đây giờ chỗ tôi đang ghi âm không? Okay. Nhớ này nè, quan trọng cái này nè, nhìn xuống bên, nhìn lên đây, yeah. Áp lực đang từ không đến sao? Nghĩ cái này, chị gì đang thấy à? Có nghĩa là áp lực lúc này trong tâm gì phải bằng không? Và máu đang chảy vô tư từ cái đầu về tâm gì phải, máu đang chảy vô tư từ chân từ bụng về tâm gì phải, chưa? Yeah. Đùng một cái hai ba diện tích đóng lại tự tư bây giờ quan diện tích đóng lại thì sao máu tự tư được quan diện tích không cho coi cái này có thể đọc các bạn chưa chuẩn bị chặt lắm có nghĩa là lúc cái gì?
tim của các bạn bóp rất là ngắn, để rất là lâu. Tới đây các bạn nhớ lại định lực sạc đi, máu về tim bao nhiêu, tim tôi ra bao nhiêu, phải nghĩ lâu thì máu cái gì đúng không, nghĩ cái chiếc nó gì đâu kịp. Tới đây hiểu được định lực sạc đi chưa? Nếu các bạn không nhìn được cái hình này, các bạn không bao giờ hiểu được định lực sạc. Cho nên ngày xưa thầy đâu được dạy gì đâu, cho nên thầy đọc định lực sạc đi, cái này cái này khùng, có tiền nhiều chạy nhiều, có tiền nhìn. Như vậy để học được những cái định lực chân tay của chúng ta có bao nhiêu, một cái biểu đồ, nhưng các bạn có bao nhiêu đường biểu diễn, điểm lên điểm nào để diễn hết cái đường biểu diễn này, có nghĩa là gì? Một tháng chúng ta nhận được 3 triệu của ba mẹ. Đây là một bí kíp cho thông trong tương lai.
khi thầy dạy anh em rồi, toàn bộ các bạn lớp mình chưa ai biết. Nhưng vấn đề nguy hiểm không phải chỗ đó, mà là có bao nhiêu bác sĩ tim mạch nắm được cái này, nó chết lại chỗ này. Nếu các bạn ngồi đây không làm mẹ là bác sĩ tim mạch, cái này để bạn giết thử cái này. Ba mẹ các bạn có được. Đó là chuyện nào? Chỉ trong trường thì sao? Con chưa thầy cô qua được. Vậy thì ai sẽ dạy em nhờ này? Vấn đề là cái đó thì vấn đề là mấy em có đọc coi thường cũng được. Vì lúc này chúng ta cảm giác là mình giỏi hơn. Giống như một thằng ngồi uống nó đá được nhưng mà ông đá ngồi uống lên kia không đá được thì chắc chắn uống lên kia nó là cướp gì cho nó quắc ai lên vừa bây giờ bắt đầu quay lên cái đường mặt các bạn cứ nhìn thấy là thấy nó quy cái nhĩ trái nó dậm lên trên phổi cho nên các bạn khi lâm sàng không bắt được nó bên phải nó bắt được tại vì cái dậm nó cho nên mỗi lần các bạn hát nữa lên còn nói còn gặn nghĩa nữa lên nói lên chỉ cần cãi các bạn trong phòng thôi nói như vậy bất kỳ một sự tăng áp lực nào trong phòng là bỏ bụng nổi lên bên phải bên trái thì không vì sao bên trái thì động lên cái phổi một cái biểu hiện phổi là gì vô cùng khó của nó chết cho nên không thể nào cãi nhau chúng ta sẽ chết được thì nó cũng phải như vậy mỗi người ngồi đây đều có hai trái tim phải và trái tim trái điều đó có nghĩa là gì tim phải luôn luôn hiện cho bạn đọc được tim trái không bao giờ bạn đọc được thì trong cuộc sống những người bị phải dễ làm cho người khác họ thấy là người đã làm được phải lại người khác là người trái thì luôn luôn thăng quan tiến chức luôn luôn đạt được lợi nhuận đạt được giàu có đạt được thì trái tim bạn cũng như vậy thầy không nói nghe là tim phải để yêu người phải tim trái trái để yêu người trái thầy nói không nói lỗi là phải để nghe được phải lỗi trái để nghe được trái lỗi của phải để hưởng cái thơm lỗi trái để nghe hưởng cái hương nhìn cái tâm hiểu biết lý do phải học đúng mức độ như vậy thì ta xong được đường chính phía liên quan tới là mặt mình có biết sao hồi nãy thầy nói không biết sao cái này là của tĩnh mạch chủ như vậy trong buồn của tâm nhĩ không chỉ phải là không cái tâm chư những con số này gọi là phụ tâm nhĩ phải là không cái tâm chư tâm thức phải là 7-8 thì tập trung tâm thức phải là 15-20 thì tập trung tâm thức trái 12-120 thì tập trung 80 thì tập trung những con số này phải thu hút không buộc là không được được chạy vậy tới đây các bạn nhìn lên mọi chuyện bên này khi kia trong 2 ta biết rằng phải vượt qua được áp lực đó thì các bạn hình tượng nó mở ra để ta bơm máu ra hình tượng được chưa? Gì? Cái này thì có chỉ ở đó một chút được chưa? Như vậy còn hiểu được và tất cả mọi chuyện bên phải đều liên quan tới circular venous pressure vậy tất cả bài học bên này nằm ở đây các bạn chỉ quan cái này là được các bạn chỉ cần thân như này circular venous pressure nhớ cái pressure còn tới đây pressure, just a reset. Thầy chỉ nhắc đến yêu cầu không biết được thật. Đừng cho ai biết em đã học được cả hình này, hình này. Đừng bao giờ biểu được một. Để cố gắng làm được cái bài tập.